Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức hội nghị tăng cường công tác phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình năm 2022. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19, song nhờ chủ động bằng nhiều hình thức, công tác phối hợp tuyên truyền giữa đài tỉnh với trung tâm các huyện thành phố đã được thực hiện tốt. Kết quả trên sóng truyền hình đã thực hiện sản xuất và phát sóng hơn 1.000 tin và trên 540 bài. Trên sóng phát thanh thực hiện sản xuất và phát sóng hơn 3.000 tin, bài các thể loại. Ngoài ra, phóng viên các trung tâm còn hỗ trợ với đài tỉnh quay hình trên 350 tin bài và các chuyên đề chuyên mục tạp chí. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đề nghị các trung tâm tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, huyện ủy, tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Chủ động phối hợp thông tin các sự kiện, lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Trong đó chú trọng vào những đề tài tuyên truyền phát huy tinh thần tương thân tương ái vượt qua đại dịch, thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên truyền giữa phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình với các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao và truyền thanh, tăng cường hơn nữa công tác thông tin trao đổi hai chiều, kịp thời định hướng về kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo nâng cao chất lượng âm thanh, hình ảnh trong các sản phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình.